Đây này, đây có một cái ngà này, thấy không? Cái ngà mà sẽ bám vào đây. Và bên này thì nó sẽ giữ cho cái trục này khi mình chạy á thì nó không có bung ra. Còn khi mà em quên á, em để như vậy, em chạy luôn, em chạy khoảng chừng 3 ngà 4 ngà thì cái này sẽ bung ra luôn á. Cái chốt này sẽ bung ra và nó sẽ cong. Còn cái trục này mình không chạy được, không được cố định vào trục này, nên cái này nó quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái BTS này mình cái điểm tắp lông này là chạy phải có tải hoặc chạy phải có mẫu của mình, không được chạy không. Chạy không thì nó ma sát, nó sẽ bạo hộ này cháy. Rồi mình mở máy lên, mở máy lên thì mình sẽ kiểm tra lại như nào tốc độ khoái mình. Ví dụ như mình đang ở đây đúng không, thì mình mở lên thẳng là bắt đầu chạy luôn, không nguy hiểm. Cho nên khi mà mỗi lần mình mở máy lên mình sẽ kiểm tra được trước cho nó bị off. Off xong máy lên. Đây là có 3 cái đầu khuấy, 4 cái đầu khuấy. Giờ thay cái khuấy luôn ha, thay cái đầu khuấy ha. Thì mình phải tắt máy nha, tắt máy. Mình tháo con này ra, tay mình giữ dưới. Tháo này đây. Thì cũng hướng theo cái chiều mũi nhọn đi xuống. Thằng này nó đi lên. Hai cái này thì bằng nhau hết ha, không có sợ lẫn lộn, xài cái nào cũng được, mà đường làm mất được. Rồi ra thì trong này nó có cái ngàm này, nó nằm trong phân này hết, không có ra ngoài được. Còn cái này dùng để giảm cái tốc độ một, giảm độ nhớt của mình đó. Giảm độ nhớt là sao? Khi mà cái mẫu mình nó cái độ nhớt cao quá, cao quá, mình sẽ bỏ lại vô cho giảm lại. Khoảng từ nói chung là khoảng từ trên khoảng tới 1.000-2.000 là bắt đầu mình đưa lên CBS đã. Còn cái đầu khuấy này là khuấy chung, chung mình chỉ nhìn cho cái nhũ hóa thôi. Rồi, ok. Còn cái này thì là nhũ hóa này,